Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Củ Chi TV. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái mô hình nuôi cá phòng trọ bằng hùng xốp nha mọi người. Ok, để mình sẽ quay từng hùng cho mọi người xem nha. Đây là cái hùng đầu tiên. Đây là chắc con cá hoạt lụ hay gì mọi người. Mình nhìn vậy chứ mình chơi cá bay màu chứ mình không biết cái loại cá này là tên gì nha mọi người. Đó, mình nghĩ nó là hạt lựu hay là gì đó, hay con hoàng len. Đâu để mình vạch cá bố mẹ cho mọi người xem nha. Đó, con cá bố mẹ rất bự, lặn xuống rồi mọi người. Chắc mình nghĩ không phải hạt lựu đâu, cá bố mẹ khá là bự. Ok, đó là hộ nhất, hộ hai nha mọi người. Hộ hai mình đang rút nước chuẩn bị bắt cá nha mọi người. Đó. Bầy này là con rồng đỏ mọi người. Rồng đỏ full tia hắc muôn á. Người thấy ha. Nó bơi kìa. Cá mái khá to luôn người, cá con thì quá trời, mọi người thấy ha, hồ này cá con quá trời cá con luôn, cá sống rất là khỏe ha. Ồ, bạn này nuôi khá là hẻo tay nha mọi người. Hồ tiếp theo nha mọi người, nhìn vậy là mình cũng biết hồ cá này cá gì luôn, để mình dụ nó lại. Con này là con koi đen mọi người, koi đen. Đó, cái mô hình này là nuôi chơi thôi nha mọi người, nuôi kiểu nuôi tạp thôi chứ không phải là dòng cao cấp gì đó. Bạn nó bạn nuôi cá con và cá bố mẹ với nhau luôn. Tiếp theo là con lutu bát mọi người. Lutu bát cũng tạp, con trống thì nó nhiễm đỏ người thấy ha. Cá thì hồ nào cũng khỏe hết, nuôi trong hồ xốp thì mình rất là thích, cá thì nó sống rất là khỏe nha mọi người. Đó người thấy ha, cá con cá bố mẹ bơi tung tăng. Hồ này nó bị rong che lờ mọi người. Cái này là full gold mọi người. Đó. Nè, cá rất là dạng nha. Mình quẩy quẩy tay là nó bơi lại nè. Con full gold này khá là đẹp mọi người. Cá mái lên khá là dạng luôn. Lên thì muốn full dãy luôn mọi người. Còn cá trống thì lên full hết. Rồi ha. Mình thấy hồ full gold này là cũng đẹp nhất rồi mọi người. Đó. Đẹp nhất cái khu này. Bạn nuôi cái hồ này mình thấy là ưng ý, tại vì mình là mình thích con full gold hơn là mấy con cá khác mọi người. Đó. Bạn làm cái mút để ngăn rong bèo mọi người. Nhưng mà cái mút này mực nước nó xuống thấp quá nè, người thấy hở nước á nên bèo nó chui vào. Còn cái hồ này là Dumbo mọi người. Dumbo Red Tail. Cái này chắc cũng hắc muôn luôn á, mình thấy cái đuôi nó há tròn nè. Cái này lớn hơn chút nữa mình mới biết được nha mọi người. Đó. Bơi tung tăng. Cá bơi tung tăng mọi người ơi. Đó, quá trời cá rồi. Cá trống nè. Nó muốn full latium luôn mọi người. Nó còn chút xíu nữa là nó full hết luôn cái lưng trên luôn. Nuôi chơi thôi mọi người mà thấy cá nó khỏe ha. Nuôi này là thư giãn những lúc làm việc mệt mỏi người. Trời, cái bầy này là cái bầy full red mọi người, nó đông nè, đông như nguyên nghiêng. Mà nước thì nó khá là trong mọi người, nhìn nước ha, nhìn thấy nước là thấy biết nuôi cá chăm cá cỡ nào mọi người, rất là khỏe luôn. Full gold này là full gold, full red này mọi người, là con full red mắt đen mọi người ha, mắt nó màu đen á chứ không phải là màu đỏ nha mọi người. Ok, bạn mình thì nó đang dọn là mình sẽ hấp hết bầy cá của nó luôn mọi người. Tại vì bạn mình nó chuẩn bị dọn phòng, mình sẽ hấp hết cá luôn. Ok, hôm nay là vô mánh rồi nha mọi người. Cái mô hình nuôi cá này mọi người thấy ha, cá rất là khỏe nè. Cái mô hình nuôi cá ở phòng trọ mà dùng cái hùng xốp này nó vừa gọn gàng, vừa cá lại vừa phát triển tốt luôn mọi người. Cái này có thể nuôi ngoài trời luôn. Như thế này là bạn mình nuôi ngoài trời nè. Mọi người thấy ha, cá mình quay hồ nào hồi nãy là cá đều sống khỏe, nó có tảo xanh mà nó hơi ít mọi người. Đó thì cái tảo nó giúp con cá càng khỏe mạnh và phát triển tốt nữa mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ phụ bạn mình dọn những cái hồ này để bắt cá, thì mình sẽ hách hết cá của bạn mình luôn nha mọi người. Ok, sau khi hách xong thì mình được nhiêu đây cá mọi người. Người nhìn ha, cái bầy đầu tiên là cái bầy cá gì mình cũng không biết luôn, nhìn giống con cá mú hòa len mọi người, nhưng mà nó khá là bự, cá bố mẹ nó khá là bự mọi người, mà nó cũng khá là đẹp. Cái vây trên nó nha mọi người, cái fin đó
nó rất là dày nhưng mà nó dài luôn. Cái đuôi thì nó gọi là song kiếm á mọi người, rất là đẹp. Mình nghĩ là con này là cá mú Hòa Lan chứ không phải là con hạt lựu đâu nha mọi người. Hạt lựu nó rất là nhỏ và nó mập lắm. Đó là mình được cái bịch này. Tiếp theo là cái bịch Bullgon mọi người. Đó, cá con quá trời luôn. Hình như mình vừa bắt là nó vừa đẻ luôn á mọi người. Người ta nói là con cá mà cứ đem ra xô là nó đẻ. Này là mình đem ra chưa kịp xô là nó đã đẻ rồi. Tiếp theo nha mọi người. Full red mắt đen nha mọi người, mình nhìn kỹ nha. Con mắt nó màu đen á, chứ không phải là full red mắt đỏ đâu nha mọi người. Cái loại này thì nuôi hỷ sinh đó mọi người, nuôi ngoài trời á, sống rất là khỏe. Ai mà thích màu đỏ thì nuôi cái loại này. Cá rất là khỏe nha mọi người. Đây, rồng đỏ hắc muôn nha mọi người. Mọi người thấy con cá trống kìa, cái đuôi gì khủng khiếp không đó. Đó, quá đẹp mọi người. Ok, này là mình full tia luôn mọi người. Rồng đỏ mình thấy hàng nó cũng vip vip đó. Tiếp theo con lutobat mọi người, nói lẹo lử luôn. Con này là lutobat mọi người thấy ha. Con cá mái thì nó đuôi nó là xanh luôn, còn con cá trống thì con nó màu đỏ đó. Ha, mình nhìn cũng khá là đẹp chứ không phải xấu đâu nha mọi người. Tiếp theo Dumbo Red Tail mọi người. Cái này là cá con lên mọi người, nó cũng hơi nhỏ chứ nó không có lớn lắm mọi người, nó mới vừa lên màu thôi. Ok. Tiếp theo là con coi đen mọi người. Con coi đen thì không có gì để nói mọi người. Nuôi hỷ sinh chơi thôi mọi người, nuôi giải trí chứ sau những giờ làm mệt mỏi thì rất là ok. Ok, ở đây bạn mình có nuôi vài con thú lạ nè, mình sẽ quay cho mọi người xem. Cái con này là cái con rồng Út nha mọi người. Ha. Đó, hàng VIP á nha mọi người, mắc tiền á, không biết bắt sao đây. Đó. Mình khá sợ khi bắt nó, mình sợ nó cắn lên mọi người, nhìn nó cũng khá hung hung dữ mọi người. À, nhưng mà bắt nó thì nó khá là hiền, nó không có làm gì mình hết. Đó. Nó kênh mình. Đó. Rồi thấy ha. À, dễ thương lắm mọi người. Thấy vậy chứ nó dễ thương lắm. Ha, cưng. Trời trời. Bắt vậy không biết nó có bị gì mọi người. À, mình cũng không biết cách bắt luôn. Bắt 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 đại á. Đó. Gãi nó. Con này nó cũng khá dễ tính mọi người. Ok. Nào để mình quay những con tiếp theo cho người xem nha. Đây, đây có con ếch nè mọi người. Đó, trời con ếch nó này nó bự, con ếch này nó phải gọi là khủng khiếp luôn mọi người. Con này là phải ngoài 1 kg. Con này con nhỏ nha mọi người. Con này là chắc khoảng nửa ký. Còn con kia thì hơn khá nhiều mọi người. Con kia chắc ký mấy á, mình đoán là chắc khoảng cầm ký 3 ký 4 gì á. Còn con này khá nhỏ nè. À, cái con ếch này mà nó cái giá trị của nó là cái vây cái gì cái sọc trên lưng nha mọi người. Đó, cái sọc này mà kéo dài mà nó đều á thì con ếch này là giá trị lắm nha mọi người. Cái cặp này bạn mình nói đâu nó tiền mười mấy á mọi người, mười mấy triệu một cặp này đó mọi người. Coi con ếch này nè, khủng khiếp không. Cái tay của bạn mình nó rất là bự rồi mà gặp con ếch này nữa, nó còn bự hơn dữ nữa mọi người. Đó, cái này là chuẩn bị làm ếch giống nha mọi người. Đó, con ếch nè, nhìn nè, chuẩn bị bạn mình nó sẽ cho sinh sản. Trời ơi, coi kìa con ếch đó mọi người, nè nè nhìn vậy nó mới thấy độ khủng của nó nha mọi người. Đó, hai tay luôn. Trời, con ếch nhìn trong đời mình mới thấy con ếch này nha mọi người, nhìn ghê quá. Ở trên đây có nuôi thêm cá kè mọi người, cá kè bông đó. Bạn mình chơi độc lạ không người đó, nhìn hai con ếch ngồi kìa mà nhìn giống ếch giả mọi người. Mọi người nhìn ở ngoài nhiều lộng kiến vô y ếch giả. Con này là con rồng Út nha mọi người. Ok, thì cái video này mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn xem những cái clip thú vị hơn á, mọi người muốn mình đi review những cái chỗ nuôi cá khác á, thì mọi người nhớ đăng ký kênh để mình có động lực mình làm những cái video mới nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha.